Cái chỗ này resort đẹp quá kìa. Này đẹp này. Này hơi bị đẹp. Thank you.
nó bảo nhiều dân Hàn Quốc. À, Trung Quốc tổ chức à? Công ty Trung Quốc tổ chức à? Đúng rồi. Mất cầm tay với điện thoại rồi mình cứ lấy đó. Điện thoại ở đây là thôi coi như là thành màn hình luôn. Thấy mặt không đấy? Chúng ta bây giờ là 761 800 rồi. Tí nữa mình bay cao đấy thì thằng kia nó ra kia cơ mà. Chắc là chỗ khác đấy. Núi hoành tráng ha, đẹp quá. Này Hạ Long Bay của mình đi đây. Nó có gì không? Đây thì bungalow mà anh bảo đấy thì. Nhiều. Đấy. Nó đi qua sông qua chiếc ở ngoài. Ở khu đấy toàn muỗi chứ mỏ mẹ. Không không có muỗi đâu, nó sạch sẽ lắm. Ôi, có mẹ anh xuống suối bên này mà nó có sạch đấy. Thế kìa, ở những khu kia kìa, băng cái lô kìa kìa. Tụi nó bay vòng vòng vòng, nó bay. Bay nó đáp lại. Mặt tiền.